chúng ta hãy lắng tâm và phát nguyện thầm: Con xin biết ơn mẹ 9 tháng 10 ngày cung mang khổ sở, mang nặng đẻ đau để con được ra đời. Con xin biết ơn cha ngày đêm làm lụng vất vả, là trụ cột của nhà mình để con có điều kiện đi học, đi chơi như bao người. Con xin biết ơn cha mẹ đã luôn lo lắng cho chúng con, cố gắng làm thêm việc này, việc nọ, chẳng quản sương gió nắng mưa, để mong sao cho con có bộ quần áo mới, có thêm một món ăn ngon trong bữa cơm của nhà mình. Con cũng xin biết ơn những lúc cha mẹ nghiêm khắc, trách mắng. Giờ nhìn lại, đó là lúc cha mẹ đau khổ nhất. Vậy mà con còn giận dỗi, bỏ cơm, bỏ bữa. Con xin cha mẹ hãy tha thứ tất cả những lỗi lầm mà con đã gây nên buồn khổ cho cha mẹ. Con xin thành tâm phát nguyện phước đức con làm, xin chuyển hóa tới cha mẹ của con. Dù cha mẹ còn hay đã khuất núi, con luôn mong cha mẹ bình an và thật sự hạnh phúc. Con nguyện sẽ học tập suốt đời, rèn giũa bản thân mình để trở thành một con người trưởng thành, mạnh mẽ, có đầy đủ phẩm chất làm người để không phụ công cha mẹ dưỡng dục. Con xin kính chúc cha mẹ sẽ vạn sự bình an trên mọi nẻo đường. Nào, hãy từ từ mở mắt ra, mỉm cười nào. Chúc quý vị sẽ luôn là người con đúng nghĩa, mẫu mực. Ngay lúc này thì sau phần thiền biết ơn cha mẹ thì cảm xúc của các thủ lĩnh và chiến binh như thế nào ạ? Các thủ lĩnh và chiến binh có thể gõ xuống ô chat cái cảm xúc của mình ngay lúc này. Và trong lúc đó thì xin mời bộ phận kỹ thuật hãy share timeline của buổi lễ ngày hôm nay. Các thủ lĩnh Đào Hương cảm thấy biết ơn và thương cha mẹ đúng không ạ? Công lao cha mẹ thật vô tận, rất tuyệt vời. Và ngay lúc này chúng ta sẽ đến với timeline của buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Và phần đầu tiên sẽ là nghi lễ mà chúng ta đã vừa thực hiện đúng không ạ? Phần tiếp theo sẽ là phần kết nối. Chúng ta sẽ cùng kết nối với các thành viên trong binh trại, trong doanh trại để chia sẻ với những cái trải nghiệm trong hành trình văn hóa đọc chuyển giao vừa qua. Sau đó thì thủ lĩnh Quang Minh sẽ review nhật ký hành quân tuần lễ tốt nghiệp. Đến phần tiếp theo thì sẽ có đánh giá hành trình. Chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết này và vinh danh những người đồng đội tuyệt vời của chúng ta. Phần tiếp theo thì sẽ là thủ lĩnh mở đường, bao gồm định hướng cho tiếp theo của chúng ta, cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một phần đó là sự cống hiến. Và cuối cùng sẽ là tổng kết chương trình, đó là timeline của buổi lễ ngày hôm nay. Và xin mời MC Minh Hiếu sẽ cùng với Hà để tiếp tục chương trình. Chúng ta hãy đón anh Minh Hiếu đi ạ. Cảm ơn thủ lĩnh Hà Hikado rất là nhiều ạ. Rất là may mắn hôm nay Hiếu được đồng hành cùng với lại thủ lĩnh Hà để tổng kết lại 30 ngày toàn bộ binh trại doanh trại K2 chúng ta đã được hành quân cùng với nhau, và rất mong sẽ được sự đồng hành với tất cả các thủ lĩnh chiến binh cực kỳ tuyệt vời của doanh trại K2, và để tiếp tục phần kết nối, phần rất là quan trọng của
của buổi lễ ngày hôm nay. Cả nhà chúng ta hãy cùng nhau thả một tràng pháo tim và hãy comment cảm xúc của mình khi mà bắt đầu cho một buổi lễ bế giảng ngày hôm nay ạ. Và trong phần kết nối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có đúng theo thực hiện theo chương trình gọi là người đi trước thắp đuốc người đi sau. Anh chị nhà mình có nhớ được cái triết lý này không ạ? Đây là một gọi là 5-5-6-1-3, trong đó gọi là triết lý người đi trước thắp đuốc người đi sau. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì rất mong các anh chị đã là thành viên của văn hóa đọc chuyển giao K1 và đã từng đã hoàn thành và tốt nghiệp cũng giống như vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với lại câu lạc bộ thủ lĩnh, thì nhà mình có thể giơ cánh tay lên được không ạ? Những anh chị nào đang gọi là thành viên của K1, ví dụ bản thân Hiếu cũng là thành viên K1, Hiếu xin phép được giơ tay. Xin mời thủ lĩnh Minh Hiếu phát biểu trước ạ. Thật sự ra là cảm xúc rất là nhiều anh chị ạ. Có nghĩa là sau hành trình doanh trại K1 thì đã được đồng hành với tất cả các anh chị nhà mình và cùng đồng hành với câu lạc bộ thủ lĩnh để triển khai rất là nhiều dự án. Và bản thân đến thời điểm như hiện nay, sau khi Kaizen trong K1 đến K2 thì có rất là nhiều chương trình, và đặc biệt ở K2 thì cảm nhận được cái năng lượng giống như là cái sự tập trung của tất cả các anh chị em trong thủ lĩnh. Thì Hiếu rất mong được lắng nghe một thủ lĩnh đã tốt nghiệp của K1 có thể chia sẻ lại cái cảm xúc của chính bản thân mình đã tốt nghiệp K1 và đến thời điểm hiện nay sau được đồng hành cùng với K1 như thế nào ạ? Hà đã nhìn thấy trên màn hình có thủ lĩnh phục sự và Phúc. Thầy Phúc cũng đã giơ tay. Thì xin mời thầy Phúc lên sân khấu ạ. Xin mời thầy. Xin chào cả nhà. Cả nhà nghe rõ chưa? Cả nhà nghe rất rõ. Dạ. Hôm nay mình dự được phát biểu đầu luôn. Hôm nay thì tổng kết K1, K2, nhưng mà cái cảm xúc của Phúc lúc này thì cũng giống như là mình cũng đang nhớ lại cái hồi xưa. Là mình cũng nó cũng y chang vậy đó, tức là cũng hồi hộp, cũng rất là có nhiều cái kỷ niệm, rất nhiều cái mình muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình. Ở đây hồi Phúc nhớ lại cái hồi K1 á, thì mình luôn luôn trong cái hành trình này mình luôn luôn là bị bất ngờ, tại vì những cái thử thách nó rất mình gọi là lần đầu tiên mình đón nhận. Và thường ban tổ chức tung rất là nhiều cái hỏa mục là mình để chi để cho mình phải tập tỉnh thức á. Mình cần phải thực hiện tốt các văn hóa nha, thực hiện tốt văn hóa. Thì cái kinh nghiệm của mình thấy là sau cuối hành trình thì mình ai mà thực hiện tốt văn hóa thì nó sẽ gọi là về đến được á. Rồi có một cái kỷ niệm nữa đó là cái ở K1 thì cái dự án của Phúc được chọn, và khi mà ai mà ở đây thủ lĩnh nào mà là chủ dự án thì sẽ chắc sẽ có cái trải nghiệm như này. Như Phúc là mình rất là áp lực luôn, tại vì giống như là dự án của mình thì mình là cái người phải chịu trách nhiệm đầu tiên, mình bị áp lực lắm. Đến nỗi mà cái lần đầu tiên mà họp với bên trại là thôi, mình mặc dù mình là con người cũng rất là chắc chắn, cũng không phải thích đi đâu, cũng không có thích lớn tiếng gì, nhưng mà hôm đó cũng bị áp lực đến nỗi là gây một cái buổi Zoom mà rất là căng thẳng luôn cho mọi người luôn. Sau đó cũng được tâm pháp chị Quỳnh Bết cũng chia sẻ làm cho giảm bớt căng thẳng.
sau đó, sau cái kỷ niệm lần đó là Phúc đúng là hay là Tâm Pháp nên đi đọc. Và cái ca hai này rất hay, đó là đã có những ca gen rất là tuyệt vời luôn. Đầu tiên là Pháp đi đọc, đó là cái trải nghiệm mà ở ca một của Phúc. Tuyệt vời quá, cảm ơn thầy Phúc. Thầy Phúc là một trong những gương mặt rất là thân quen và đặc biệt là rất hay nhận quà, đúng không ạ? Mỗi lần có một chương trình gì đó thì thầy luôn luôn là người rất là nhanh tay và nhận những món quà rất là tuyệt vời. Vì vậy nên thầy rất là nổi tiếng ở K1, đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn thầy. Thì khi nghe thầy nói thì Hà cũng hơi giật mình là không biết là các chủ dự án ở bên cụm miền Bắc 2 thì có bị áp lực như vậy hay không? Đó, bởi vì là mỗi lần khi mà các chủ dự án gọi điện cho Hà chia sẻ rằng là đang gặp khó khăn này, đang gặp khó khăn kia, thì Hà luôn luôn nói một câu là vậy thì giải pháp là gì? Khi các anh chị đưa ra lý do là định dừng lại, nhưng mà Hà không có dừng lại bao giờ hết ấy, thì chắc là sau buổi này sẽ phải chia sẻ là xem là các anh chị có bị áp lực trong thời gian đó hay không. Và mình cũng cảm thấy rất là lâng lâng khi mà nhớ lại cái giây phút nó tốt nghiệp của ca trước, những cái không khí rất là hào hùng và nó làm cho mình có một cái cảm xúc rất là lạ, và ngày hôm nay chúng ta sẽ được trải qua những cái cảm xúc đó. Xin mời thủ lĩnh tiếp theo ạ, có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình, trải nghiệm của mình trong K2 lần này ạ. Xin mời những cánh tay ạ. Trong lúc chờ đợi các anh chị ở thành viên K2 có thể là giơ tay lên để mình có thể chia sẻ cái cảm nhận sau 30 ngày mình cùng rèn luyện, và đến thời điểm hiện tại này đang chuẩn bị để gọi là bế giảng, thì mình có cảm xúc gì, ai cảm nhận là mình không nói tối nay mình sẽ không ngủ được á, thì các anh chị hãy giơ tay lên nha. Và Hiếu cũng thật sự là muốn chia sẻ lại một chút xíu với cảm nhận của chính của thầy Phúc á. Thật ra K1 là ca gọi như là dò đường, tham gia là như thầy Phúc nói là tung hỏa mù, thì nó cũng thật ra không phải hỏa mù đâu, nó sáng ấy. Nhưng chỉ có cái là anh chị biết là K1 là gọi như là cứ hết tuần này có chuẩn bị cho tuần kế tiếp, chứ không có sẵn giống như một cái gọi là được kaizen đầy đủ giống như K2. Nhưng mà thật sự ra là K1 gọi là một cái sự gọi là rèn luyện cái khả năng điềm tĩnh rất tốt anh chị ạ. Cũng như là luôn luôn sẵn sàng, gọi là trong cái cuốn sách Cái Dũng Hay Nhân, các anh chị đọc đúng không, phòng sự bất ngờ, đâm ra luôn luôn có những cái sự bất ngờ, và hàng rào khép hai của K1 thì luôn luôn có những sự bất ngờ, chứ không có để cho nhà mình có sẵn là như là thứ hai là mình sẽ làm gì, thứ ba làm gì cho đến hết tuần, và nhiều khi đến thứ tư là bắt đầu là chạy, thứ tư là bắt đầu là có những cái gọi như là cảm nhận là phải nỗ lực hết mình, và đó là một trong những cái mà cũng giúp cho Hiếu trở thành một con người điềm tĩnh hơn, và giúp cho Hiếu trưởng thành hơn trong chính K1, tuy rằng là nó có nhiều cái gọi là bất ngờ, nhưng thật ra những bất ngờ đó giúp cho mình thật sự trưởng thành hơn. Thì đó là một cái phần tiếp nối như vậy. Thì không biết là hiện tại các anh chị K2 có muốn, anh chị nào đã thực sự muốn chia sẻ, còn chưa anh chị nào ấy có cần sự chuẩn bị, thì ngay lúc này Hiếu xin phép được mời một người bạn rất thân của Hiếu, một người đồng hành cùng với Hiếu ở K1 và cũng rất là năng lượng. Và khi nhắc đến anh ấy thì chắc chắn là tất cả những anh chị ở K1 không thể nào mà không nhớ được. Các anh chị có biết là ai không ạ? Anh chị có thể đoán được là ai, người bạn rất thân đồng hành cùng Hiếu suốt K1 cho đến tận K2 này, vẫn rất là một người gọi như là mang lại cái năng lượng, cũng giống như là nó gọi là hét ra lửa đấy anh chị ạ. Ở K1 anh không muốn vậy đâu, nhưng mà thật sự là anh phải là một người hét ra lửa. Rất là tuyệt vời. Đấy. Có nghĩa là rõ ràng là Tiến Đông là phải đi về gọi là hướng đi về ánh sáng và đi về gọi là biển đông đúng không? Nhưng anh ấy K1 anh chính là một nửa nguyên tố lửa. Cả nhà mình hãy thả một tràng pháo tim, pháo like để chào đón thủ lĩnh Tiến Đông S2K. Đúng rồi, anh Hiếu định nói đến em đó, nhưng sau nói là anh ấy thì chắc là không phải mình rồi. Thôi xin mời Tiến Đông. Vâng, em cảm ơn anh Hiếu, chị Hà rất là nhiều. Thì câu đầu tiên cho phép em xin chào tất cả các thủ lĩnh đang có mặt tại buổi Zoom lễ tốt nghiệp chuyển giao ngày hôm nay. Thực sự hôm nay em được đến thì được gặp những cái người đồng đội cũ, cũng như những người đồng đội tới đây sẽ đồng hành trong thời gian tới, thì cảm xúc thấy rất là tuyệt vời. Thì em xin mời nhà mình á, có thể cùng nhau comment một cái dòng chữ là thủ lĩnh 55613 lên được không ạ?
Dạ vâng. Em cảm ơn cả nhà đều đang comment. Có người viết tắt, có người viết cũng rõ ràng là thủ lĩnh 55613. Thì đó chính thức là cái cách mà chúng ta gọi nhau trong cái doanh trại của mình. Và chúng ta là những người thủ lĩnh ban nói đọc, nhưng chúng ta gắn liền với 55613. Thì ngày hôm nay em đến với vai trò là một thành viên của câu lạc bộ thủ lĩnh. Nên thứ nhất là chúc mừng tất cả mọi người đã đến được cái buổi Zoom ngày hôm nay. Đấy là điều chúc mừng đầu tiên. Điều chúc mừng thứ hai á, là thực ra một khi hành trình khép lại, thì thực ra hành trình làm văn hóa đọc của người thủ lĩnh mới là bắt đầu. Nên em chúc mừng mọi người trong thời gian tới sẽ được hội ngộ cùng với những thủ lĩnh đã tốt nghiệp ở K1, giống như em, anh Hiếu, chị Hà và rất là nhiều các anh chị ở đây. Đó, chúng ta sẽ thành một cái lực lượng đó, từ K1, K2 và xuyên suốt tiếp nối nhau. Cái phần chúc mừng thì nó ngắn gọn thế thôi ạ. Còn em xin chia sẻ hai phần nữa. Một là cảm ơn, hai là có hai món quà muốn mang đến tặng mọi người. Bởi vì người đi trước để mang quà cho người đi sau. Dạ. Đó. Thì đầu tiên phải cảm ơn trước. Cái cảm ơn ở đây là em muốn cảm ơn người đầu tiên ấy, là những thành viên trong ban trăn trở của câu lạc bộ thủ lĩnh. Đó chính là bao gồm BNT và BDT và BTT nữa. Đó. Nếu mà ai vẫn thấy khó nhớ thì hôm nay em cũng xin tiết lộ cái cách để mọi người dễ nhớ ấy. BTT là chữ ở giữa là đại diện cho trí tuệ. BDT là ban đào tạo đại diện cho đạo đức và BNT là đại diện cho nghị lực. Đó, tức là BNT là để vận hành thì cần rất là nhiều nghị lực. Còn BDT ấy, thầy dạy gì không biết nhưng mà thầy phải hiền trí, phải có tài rồi nhưng phải có đạo đức. Đó, còn Minh á là BTT mà phải cực kỳ sáng suốt, trí tuệ để dẫn đường. Đó, dẫn dắt cho toàn bộ doanh trại. Thì đấy là cái cách mà mọi người có thể nhớ về ba cụm này. Thì em rất là biết ơn BTT và các anh chị trong BDT, BNT đã tạo điều kiện cho em xin phép tạm dừng các nhiệm vụ tại ban nói đọc chuyển giao K2 để em lãnh nhiệm một cái nhiệm vụ riêng. Đó. Thì em cũng khi mà xin nghỉ thì cũng đã cam kết rồi, niệm 55613 ở trong đời sống. Thì cho đến bây giờ em cũng đang tiếp tục duy trì một số cái dự án riêng. Đó, ví dụ như dự án về nâng cao sức khỏe thì em cũng phát nguyện là mỗi ngày rời khỏi ban hóa đọc chuyển giao K2 thì chống đẩy 100 cái. Thì hiện nay là vẫn đang duy trì. Dạ. Thì khi mà áp dụng 5 pháp và 5563 vào trong đời sống thì em thấy rất là nhiều cái bài học hay. Thì có cơ hội em sẽ chia sẻ sau. Còn hôm nay á, hai món quà em mang tới tặng cho nhà mình. Đó. Đã là quà mang đến hôm nay thì nó phải là những cái cốt lõi nhất, chất lượng nhất. Thì có cái điều em đúc kết sau toàn bộ K1 đó là gì? Đó là kỷ luật là sức mạnh. Và có một câu em rất là thích, đó là thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Đây là một tinh thần của K1, tức là tính cương pháp và tính áp suất kỷ luật nó rất là nhiều. Thì cũng không hẳn là theo em, tuy K2 Kaizen rất là nhiều, nhưng mỗi K lại có cái hay riêng. Bởi vì K1 đều là các anh chị em rất là nhiều cái hướng tâm chung nhau rồi, nhưng thiếu kỹ năng thì cần cương pháp. Còn K2 đặc điểm là rất nhiều anh chị em giỏi, nhưng cái tâm hướng của mọi người có rất là nhiều dự án và định hướng riêng ấy, thì lúc đấy lại cần cái nhất tâm lặng để mà chúng ta cùng nhau làm được những thứ sức mạnh tập thể hơn. Em thấy mỗi giai đoạn đều có cái hay riêng. Thì bài học của K1 ấy, đó, kỷ luật là sức mạnh, em rất là thích cái đó. Và phần kỷ luật nó sẽ giúp chúng ta tăng về phần trí. Nhưng K2 thực sự em thấy mọi người làm cực kỳ tuyệt vời ở cái phần tâm. Đó, em vẫn quan sát mọi người làm và em thấy thực sự tâm dẫn đầu các pháp. Nó là một cái bài học thứ hai. Thì đó, hai bài học rất là đơn giản thế thôi. Thì em muốn chia sẻ với mọi người. Bởi vì đó là cái mà em quan sát và em thấy mọi người đã chứng được. Thì thông điệp em muốn gửi gắm rằng đấy là chiếc áo thì không làm nên thầy tu, và chiếc áo đỏ thì chưa làm nên người thủ lĩnh. Vậy thì cái gì làm nên người thủ lĩnh? Đó chính là tâm pháp, chính là sự tâm huyết của mình.
Đó chính là cái hành động 5563, và đâu đó là cái tiến bước không ngừng đó. Thì rất là cảm ơn cả nhà đã lắng nghe em trong một tối ngày hôm nay, rất là yêu thương mọi người rất là nhiều. Đó. Cảm ơn thủ lĩnh Tiến Đông rất là nhiều. Cả nhà mình có thể thả một tràng pháo tim, tràng pháo like để cảm ơn Tiến Đông với những trăn trở và những chia sẻ đúc kết, là cũng là một trong những thủ lĩnh đúc kết cực kỳ tuyệt vời. Thấy rõ luôn K1, K2 như thế nào sẽ giúp cho mình có được cái cơ hội tốt hơn. Và ngay trên màn hình đây thì Hiếu đã thấy được thủ lĩnh cực kỳ đặc biệt anh chị ạ. Đó chính là thủ lĩnh Mỹ Thanh. Cả nhà mình hãy cùng nhau cho một tràng pháo tay đi ạ. Để mời thủ lĩnh Mỹ Thanh đại diện cho các anh chị K2 để chia sẻ được cảm nhận của mình ngày hôm nay ạ. Dạ. Xin mời một phần kỹ thuật có thể mở mic cho thủ lĩnh Mỹ Thanh. Dạ nghe rõ rồi, Mỹ Thanh ạ. Là cảm ơn lời giới thiệu vừa rồi của thủ lĩnh Minh Hiếu đến từ ban đào tạo. Và Thanh có lẽ rằng là một cái điều đầu tiên muốn chuyển đến cái phòng dung chúng ta hôm nay đó là lời biết ơn. Thực sự rất là biết ơn tất cả những thủ lĩnh ở trong ban tổ chức thuộc về Trí Tuệ Việt Nam. Bởi vì hơn bao giờ hết, Mỹ Thanh ngộ ra một điều rằng giúp người cũng lắm công phu. Và rất là công phu như vậy đấy. Thế nhưng mà dường như bất kỳ thủ lĩnh nào của Trí Tuệ Việt Nam, dù là tuổi còn rất trẻ, nhưng mà Thanh không nhìn thấy một cái sự chùn chân, một cái sự nao núng, và dường như lúc nào cũng tỉnh thức. Rất là tuyệt vời. Rất là tự hào đến được với một cái khóa huấn luyện cùng với tất cả các đồng đội còn rất trẻ. Có thể nói rằng là Thanh thực sự là già làng. Ở trong này có lẽ là Thanh là già làng đúng không ạ? Có ai nhiều tuổi hơn nữa không biết. Và điều rất là hạnh phúc là khi mà mình tham gia cùng với các bạn trẻ và nhiều nhiệt huyết như này, thế là mình cũng thấy tự hào lắm và mình cũng thấy trẻ lắm. Là mình cũng không thấy là mình lớn tuổi đâu. Và thực sự là cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn bản thân đã là vượt ngưỡng tất cả các cái rào cản. Xin chào già làng Mỹ Thanh. Và vượt qua tất cả các rào cản, những cái thử thách, có thể nói là chưa bao giờ Thanh thấy một cái khóa học Zoom online mà lại nhiều thử thách như vậy. Cũng đã có lúc cảm thấy tự đặt câu hỏi cho chính mình, sau đấy là cũng hơi hơi nao núng một xí, nhưng mà sau đó thì là gì ạ? nhờ cái tinh thần của, chính xác là tinh thần của thủ lĩnh, và Thanh đã vượt lên được. Và bây giờ thì Thanh hình dung là bây giờ Thanh đang cầm cờ cùng với tất cả các thủ lĩnh của K1, K2 cùng với thủ lĩnh trí tuệ của ban tổ chức Trí Tuệ Việt Nam đang đứng trên một đỉnh núi và đang phất cờ. Tuyệt vời lắm. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho sự chiến thắng bản thân của chúng ta. Và điều Thanh có lẽ rằng là khi nói đến 55613 thì Thanh ấn tượng nhất đó là cái chia sẻ của thủ lĩnh Tiến Đông và thủ lĩnh Minh Hiếu. Thật ra là những ngày đầu Thanh rất là rối về cái lên cái kế hoạch ngày 55613, và Thanh cũng chẳng hiểu nó sẽ cứ trong đầu cứ nghĩ là 55613 vậy, chứ cũng không biết là nó sẽ được lượng hóa như nào trong từng cái hàng, trong từng cái hoạt động của kế hoạch ngày. Nhưng mà càng ngày thì Thanh thấy là 55613 rất là tuyệt vời, và nó trở thành chính xác là nó trở thành một cái cách mình tư duy một cách rất là mạch lạc cho những cái việc làm mình làm. Đối với lên kế hoạch này thì Thanh cũng chia sẻ rằng là Thanh thì làm việc theo trái tim nhiều hơn là làm việc theo kiểu khối óc, tức một mệnh lệnh từ khối óc. Thế nên là mọi thứ nó đến với Thanh nó dường như niềm vui là chủ yếu. Ngay cả Thanh nhận được năm 2000 nhận được một suất học bổng của chính phủ Pháp cũng vậy. Tức là đến một cách rất là nhẹ nhàng, Thanh không đặt ra mục tiêu sẽ đi học nước ngoài, nhưng mà cuối cùng lại là được nhận học bổng của chính phủ Pháp để đi học ở nước ngoài. Đấy, cho nên là mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà một đặc điểm của Mỹ Thanh đó chính là rất là trọn vẹn, rất là nhất quán trong cái tất cả các công việc đã không làm thì thôi, còn làm thì rất là trọn vẹn, ngay cả là quét nhà cũng rất là toàn tâm toàn ý, thì cũng chia sẻ với cả nhà như vậy. Thế nhưng mà đến cái hành trình này Thanh thấy áp lực quá, bởi vì bài tập dày đặc. Và có những bài tập thì Thanh cảm thấy có những hôm cái bài tập mà của cái tuần 3 là họp từ 11 rưỡi cho đến 3 giờ, và sau đó Thanh cảm thấy Thanh mất, Thanh chính xác đó là mùa đông. Đấy, cảm thấy là không biết sẽ đi đường nào nữa. Và chắc là kiểu này thì chắc là tốt nghiệp sớm. Đấy, thế nhưng mà cuối cùng thì
mọi thứ nó được sáng hơn và cứ như vậy. Cho nên là hôm nay thì rất là hạnh phúc là cùng với các cái thủ lĩnh của binh trại 11, thủ lĩnh của binh trại 7 của chúng tôi đã tự đội mũ cho từ cái hôm mà chúng tôi báo cáo tốt nghiệp rồi đã các thủ lĩnh ban tổ chức ạ. Thế thì bây giờ xin chia sẻ một chút là vậy thì với tất cả những cái đấy thì tôi có một cái cảm nhận như này. Dường như khóa học nào cái người học, cái người dạy người ta cũng giữ lại cái gì đó cho riêng mình. Riêng đối với khóa học này thì cái hộ pháp một cái tài liệu, một khối tài liệu rất là phong phú và điều quan trọng là chúng ta có thể cập nhật bất kỳ lúc nào. Tôi thấy rất là giá trị và cái sự hào phóng, cái sự cống hiến của ban tổ chức chính là chỗ này. Và tôi thì có đặc điểm là bao giờ thấy học xong rồi thì tôi phải vào tôi nghe lại và để thấm. Thì tôi thực sự là hạnh phúc. Ví dụ như là sáng hôm nay mặc dù bận nhưng mà tôi nghe lại cái bài đào tạo của thủ lĩnh Quang Minh, bài số 8. Đấy, và tôi đang nhớ lại xem là không biết là cái câu hỏi mà tôi trả lời là ba cái chỗ mà kỹ năng cái chỗ mà có kỹ năng nào mà không nằm trong cái vòng tròn số 3 ấy. Đấy là tự dưng mình có một cái hồi ức lại như vậy để mình xem thử là mình đúng hay sai ở chỗ nào. Và như vậy cho nên tôi thực sự thích cái từ Kaizen mà hành trình này đem đến cho tôi. Và cái từ Kaizen thực sự nó đã trở thành một cái từ của chính cái tư duy của tôi. Tôi dạy cho sinh viên, tôi dạy cho học viên và bây giờ tôi nói với cháu tôi cũng nói cái từ Kaizen là hai bà cháu mình Kaizen lại nhé, xem mình đã làm được cái gì và cái gì thì mình sẽ làm tốt hơn nếu như mình có thêm cơ hội. Đấy, thế hai bà cháu như vậy. Thế thì tôi thấy rất là hạnh phúc với cái hành trình này. Và khóa học đã giúp tôi tỉnh thức hơn và tôi kể một câu chuyện như này. Trước thì tôi cũng có thiền, nhưng mà tôi thiền nó không, tức là nó không có bài bản đâu. Nhưng mà đến với hành trình này thì tôi đã bắt đầu là tỉnh thức hơn. Ví dụ như có hôm mà đang thiền mà con mèo đến, lần đầu tiên mà tôi thiền là tôi vứt con mèo ra, nhưng bây giờ tôi mặc kệ và tôi cứ để con mèo nó cứ ngồi trên tôi và tôi thiền như vậy thì rất là thản nhiên. Và đó chính là những cái giá trị mà tôi có được. Rất là cảm ơn, một lần nữa rất là cảm ơn cái hành trình văn hóa đọc chuyển giao K2. Rất là cảm ơn, rất là biết ơn tinh thần cống hiến của tất cả các bạn trẻ trong Trí Tuệ Việt Nam và tất cả các bạn thủ lĩnh K1 và K2. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho sự tinh tấn của tất cả chúng ta. Và với tư cách là già làng trưởng bản như này thì không có gì hạnh phúc hơn khi mà thấy thế hệ trẻ rất là tuyệt vời như này. Vâng, rất là cảm ơn, rất là biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn cô Thanh rất là nghe cô Thanh chia sẻ mà tự nhiên Hiếu cũng trẻ đi được khoảng tới chục tuổi ấy, anh chị ạ. Và tự nhiên thấy hình như là mình vẫn còn chưa có lửa lắm hay sao ấy. Làm ra khoác trên mình chiếc áo màu đỏ này chắc phải lửa hơn nữa và phải nhiệt huyết hơn nữa. Đó là một trong những cái mà Hiếu cảm thấy rất là hạnh phúc và yêu. Làm sao mà cứ từ sáng sớm, từ giờ dần cho đến giờ mão khoảng như anh chị nhỉ, là mình mới gọi là rời khỏi cái nhiệm vụ của mình. Và để tiếp tục chương trình thực sự ra là rất mong ấy, nhưng mà hôm nay xin phép là chị xin phép mời thêm một thủ lĩnh nữa thôi. Đây là thủ lĩnh gọi là cũng nằm trong gọi là ban tâm pháp và cũng mang lại rất là nhiều là làn hơi mát cho K1 và hiện tại cũng đang phục sự trong cùng với anh chị em trong câu lạc bộ thủ lĩnh. Cả nhà mình có thể xin phép được mời chị Mai Phương là người cuối cùng chia sẻ trong cái buổi gọi là kết nối ngày hôm nay. Rồi nhờ ban tổ chức nhà mình có thể mở mic cho chị Mai Phương được không ạ? Cảm ơn thủ lĩnh Minh Hiếu ạ. Cảm ơn cô Mỹ Thanh ạ. Và xin chào giao cả hai. Mai Vương thì có một cái đúc kết như thế này. Và đúc kết nó cũng giống như cái từ Kaizen của cô Mỹ Thanh vừa nói đấy ạ. Thì mới đầu thì Phương cũng hơi lạ lắm với cái từ Kaizen, thì hay dùng cái từ đúc kết, nhưng mà cũng áp dụng từ Kaizen liên tục cho hành trình cũng như dự án cũng như là mọi lúc mọi nơi. Thì cái việc mà Kaizen mà đúc kết thì Mai Phương có một cái chia sẻ này với tất cả các anh chị em thủ lĩnh.